triệu chứng của tuyến giáp là gì, nó như thế nào. Thế thì theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới thì phụ nữ bị các bệnh tuyến giáp khoảng 90% và đàn ông thì bị 10%. Tuy nhiên đàn ông mà ông nào mà bị tuyến giáp thì thường là rất dễ ác tính. Phụ nữ hay bị tuyến giáp lý do nó có mấy vấn đề. Một là người phụ nữ thường là gì, phải sinh nở. Sinh nở thì thường là có chửa thì nó là một cái bế, một cái nghẽn tắc rất nặng, nó chèn ép, nó rất dễ táo bón. Và khi để táo bón nó ngấm ngược lên thì các bệnh tuyến giáp nó bị tăng sinh. Cái thứ hai là đẻ là một cái động tác nó làm mất khí, mất huyết rất nhiều. Nên phụ nữ cũng có rất dễ bị thiếu máu. Đặc biệt là phổi. Đàn ông thì có thể hút thuốc ấy, có thể rời rời bẻ bẻ, nhưng mà kiểu gì kiểu phụ nữ cũng phổi yếu hơn. Vì là phụ nữ có trời sinh ra là thở ngực, vì cái bụng còn phải có chữa. Đấy, cho nên là cái ngực, thở ngực bao giờ cũng yếu hơn thở bụng, là thở thận của đàn ông. Triệu chứng thì phụ nữ tự nhiên mặt cứ dặn xám xám đấy. Mắt thì đang đẹp thì không thích, thì bố mày nồi ra cho nó đẹp, kiểu như vậy. Phần phụ thì khô, và đương nhiên là tim đập nhanh, rồi thì mất điện, không biết lúc nào hỏi viện. Nghĩa là đang đi bình thường, mọi thứ, tất cả mọi thứ bình thường, bục phát, coi như mất điện, coi như là phải ngồi ngay xuống. Thì các anh chị mà không may có những cái triệu chứng như vậy thì cố gắng nhét cái kẹo ngọt, vài cái kẹo ngọt ở trong túi ấy. Nghĩa là cảm thấy mệt cái là giạt ngay vào rìa, đang đi đường giạt ngay vào rìa, là gì à? Để ngồi xuống hoặc nghỉ, làm thế nào nghỉ về 1-2-30 phút hoặc 1 tiếng nó hồi phục, xong nó đi tiếp, chứ không thì di chuyển là có thể tai nạn ngay tức. Và nếu các anh chị bị chuẩn đoán là các bệnh tuyến giáp rồi thì phải hết sức cẩn thận, tránh đi một mình, nên đi có người kèm, tránh tự một mình điều khiển thì nó rất sẽ không tốt nhé. Và đương nhiên nó còn rất là nhiều cái triệu chứng nữa. Xin chào.